Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Những bài giảng văn chọn lọc lớp 12, luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng và đại học. Tây Tiến, Quang Dũng. Tiểu sử tác giả. Quang Dũng, sinh năm 1921, mất năm 1988. Tên khai sinh là Bùi Đình Diệm, quê Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Ông học trung học ở Hà Nội. Sau cách mạng tháng 8, Quang Dũng tham gia quân đội. Sau năm 1954, công tác tại nhà xuất bản Văn Học. Quang Dũng làm thơ, viết văn, vẽ tranh, sáng tác nhạc. Nhưng trước hết Quang Dũng vẫn là một nhà thơ lớn, một hồn thơ thật trung hậu, yêu quê hương đất nước thiết tha, và cũng là một hồn thơ tài hoa, lãng mạn. Quang Dũng làm thơ từ trước năm 1945, nhưng thơ ông thực sự được độc giả biết từ khi bài thơ Tây Tiến ra đời năm 1948, và một số bài thơ khác viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm chính, Rừng biển quê hương năm 1957, Đường lên Châu Thuận, truyện ký năm 1964. Rừng về xuôi, truyện ký năm 1968. Nhà đồi, truyện ký năm 1970. Mây đầu ô năm 1986. Ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Tìm hiểu bài thơ. Một La Mã, hoàn cảnh sáng tác. Tây Tiến là đơn vị quân đội được thành lập năm 1947, chiến đấu trên địa bàn rừng núi rất rộng lớn và hiểm trở, bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, miền Tây Thanh Hóa và cả bên kia biên giới Việt-Lào. Đơn vị có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao lực lượng quân Pháp, vừa tuyên truyền vận động nhân dân kháng chiến. Thành phần lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, chiến đấu trong hoàn cảnh rất gian khổ, đặc biệt bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Quang Dũng là đại đội trưởng ở đó từ đầu năm 1947. Đến đầu năm 1948 chuyển sang đơn vị khác. Bài thơ được sáng tác vào năm 1948 tại Phù Lưu Chanh, một làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Đông. Lúc đầu bài thơ có tên là Nhớ Tây Tiến, in trong tập văn cách mạng và kháng chiến, xuất bản tại Việt Bắc năm 1949. Về sau, khi in lại, tác giả đổi thành Tây Tiến. Năm 1986, được in trong tập Mây Đầu Ô. Hai La Mã, mục đích sáng tác. Thể hiện tâm trạng nhớ núi rừng, nhớ đồng đội, nhớ đơn vị một thời gắn bó. Ba La Mã, nội dung. Bài thơ được cấu trúc thành 4 đoạn, theo diễn biến nỗi nhớ của tác giả về đơn vị Tây Tiến. 1. Đoạn 1, 14 câu đầu. Hình ảnh đoàn quân Tây Tiến hiện ra trên những con đường hành quân gian khổ giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội và thơ mộng. 2. Đoạn 2, từ câu 15 đến câu 22. Những kỷ niệm đẹp về tình quân dân trong đêm liên hoan và hình ảnh thơ mộng cảnh vật ở Châu Mộc. 3. Đoạn 3, từ câu 23 đến câu 30. Chân dung người lính Tây Tiến và sự hy sinh bi tráng của họ. 4. Đoạn 4, từ câu 31 đến câu 34. Tấm lòng gắn bó thiết tha của người đi đối với Tây Tiến và miền Tây. 4 La Mã, chủ đề. Qua nỗi nhớ Tây Tiến, tác giả ngợi ca nét đẹp lãng mạn, hào hùng, bi tráng, tinh thần chịu đựng gian khổ, lòng yêu nước sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 5 La Mã, nghệ thuật. 1. Sử dụng bút pháp lãng mạn trên cơ sở hiện thực và cảm hứng bi tráng. 2. Bài thơ kết tinh nhiều sáng tạo nghệ thuật như bút pháp tạo hình, ngôn ngữ vừa quen thuộc vừa độc đáo, vừa có nét cổ kính lại vừa mới lạ. Thực hành. D. Phân tích 14 câu thơ đầu trong bài Tây Tiến của Quang Dũng. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. 3 chấm. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. 1 La Mã, mở bài. Tây Tiến là một bài thơ hay,
gắn liền với tên tuổi của người nghệ sĩ đa tài Quang Dũng. Trong Đại hội Toàn quân Liên khu 3 tổ chức tại Phù Lưu Chanh, một làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Đông vào tháng 4 năm 1948, nỗi nhớ bỗng dâng trào khi Quang Dũng nhớ về đoàn quân Tây Tiến đã một thời gắn bó. Trong nỗi nhớ chơi vơi, nhà thơ, chiến sĩ nhớ về những kỷ niệm khi dừng quân, nhớ cảnh, nhớ người. Đặc biệt nhớ những chặng đường hành quân gian nan vất vả nhưng rất đỗi hào hùng. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi! Hai La Mã, thân bài. Bài thơ Tây Tiến với thể thơ thất ngôn nhưng không phải thất ngôn đường luật gò bó, mà là lời thơ bảy tiếng của thể hành, rắn rỏi trữ tình. 1. Mở đầu bài thơ là một nỗi nhớ đầy xúc động, bao trùm cả không gian, thời gian. Nỗi nhớ dường như bị nén chặt, bỗng trào dâng dữ dội. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sông Mã khơi nguồn cho nỗi nhớ, vì đó là con sông từng chứng kiến bao nỗi buồn vui trong đời chiến binh. Sông Mã gắn liền với con người Tây Tiến từ mùa xuân năm 1947 khi binh đoàn được thành lập. Nhưng bây giờ thì sông Mã xa rồi. Xa rồi mà sao như đang đối mặt để nhà thơ mãi luyến lưu. Tây Tiến ơi! Ba từ đơn giản thôi, nhưng thật thiết tha làm chao đảo lòng người. Sau tiếng gọi là nỗi nhớ chồng chất, nỗi nhớ được nhân lên với lối dùng điệp từ nhớ, được lặp lại hai lần trên một dòng thơ. Nhưng chữ nhớ đứng đầu câu chỉ ra đối tượng, rừng núi, còn chữ nhớ kế tiếp lại chỉ tính chất của nỗi nhớ, chơi vơi. Nhớ chơi vơi diễn tả nỗi nhớ khó định hình. Nỗi nhớ lên cao bồng bềnh, nỗi nhớ vừa đầy ắp vừa lưng chừng, nỗi nhớ ngút ngàn không giải tỏa. Nỗi nhớ chỉ biết câm nín, lặng lẽ chịu đựng. 2. Nỗi nhớ lùi về quá khứ, tái hiện một không gian xa xôi với những địa điểm cụ thể. Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Nỗi nhớ của Quang Dũng mang sắc thái đặc biệt, trước hết là những địa danh rất Tây Bắc, rất Lào. Sông Mã, Sài khao, Mường lát, Pha luông, Mường hịch, Mai Châu. Những âm thanh nghe chừng xa lạ quá, mấy ai trong người đọc đã một lần được nghe. Những âm thanh nghe trúc trắc, khập khỉnh như những bước chân cao thấp trên con đường rừng thẳm. Núi rừng Tây Bắc hoang sơ, kỳ bí bắt đầu hiện ra với những ngày sương, đêm hơi, che lấp đoàn quân giải dầu. Câu thơ, Mường lát hoa về trong đêm hơi, cho thấy cái nhìn toàn diện về núi rừng Tây Bắc, hoang dại, hùng vĩ mà thơ mộng. Tại sao không phải hoa nở mà là hoa về, không phải đêm sương mà là đêm hơi? Trong đêm khuya không thấy, nhưng sự hiện diện của hoa được cảm nhận như sự trở về của làn hương dịu dàng. Phải chăng hương hoa là một thứ ngôn ngữ của núi rừng trong đêm tối? Từ đó núi rừng Tây Bắc hiện ra với nét hùng vĩ, dữ dội qua bốn câu thơ đẹp như một bức tranh. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Độ dốc, độ cao, rồi độ sâu được diễn tả qua nét bút gân guốc. Từ lấy khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút có khả năng gợi tả sự trắc trở, khó khăn của địa hình nơi núi rừng biên cương. Dốc lên thì khúc khuỷu, quanh co, thăm thẳm. Những câu thơ với thanh bằng, thanh trắc đang cài nhau tạo nên nhạc điệu trầm bổng, thể hiện nét lên xuống của một núi rừng hiểm trở điệp trùng. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã có lý khi viết: câu thơ đọc lên nghe nhọc nhằn như tiếng thở nặng nhọc của người lính trên đường hành quân Tây Tiến. Từ heo hút trong câu thơ, heo hút cồn mây súng ngửi trời, đã diễn tả được cảm giác của người lính đi trên đỉnh núi quanh năm mây phủ. Từ cồn mây, bên cạnh, dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút, ngàn thước lên, ngàn thước xuống của đoạn thơ đã thể hiện trọn vẹn sự hoành tráng của núi rừng Tây Bắc. Tất cả đã cùng nhau diễn đạt được chiều cao thăm thẳm của chốn sơn lâm. Ngoài ra còn có một hình ảnh không kém phần độc đáo: súng ngửi trời. Nhà thơ không nói súng chạm trời mà lại nói súng ngửi trời. Động từ ngửi nhân hóa đã diễn tả được sự vui nhộn, yêu đời, lãng mạn của người lính. Câu thơ tiếp theo, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống,
đã bổ nghĩa cho hình khe thế núi vùng Tây Bắc Việt Nam và vùng Thượng Lào. Câu thơ như bẻ gãy làm đôi, gấp khúc trong chiều cao và chiều sâu qua biện pháp đối lập. Nhạc điệu cũng được chuyển đổi một cách linh hoạt, bên cạnh nhiều thanh cắt, dốc, khúc khuỷu, thẩm, hút, súng, ngửi, thước. Bỗng nhiên xuất hiện một câu thơ chỉ có thanh bằng. Nhà ai xa luôn mưa xa khơi, đã tạo cảm giác mới lạ thú vị. Câu thơ góp phần mở rộng không gian ba chiều với những mái nhà nơi bản Mường thấp thoáng ẩn hiện qua không gian mịt mùng mưa núi, mông lung mờ mịt như biển khơi. 3. Đang đắm mình trong kỷ niệm về con đường hành quân gian khó, thi nhân bỗng giật mình khi nhớ đến người đồng đội hôm nào. Anh bạn giải dầu không bước nữa, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Anh bạn, một tiếng gọi rất đổi thân thương. Hình ảnh những người bạn cùng chiến đấu không hề xóa nhòa trong tâm khảm nhà thơ, dù hiện thực xa cách ngàn trùng về không gian và thời gian. Người lính đã phải vượt qua bao nhiêu trở lực trên con đường hành quân. Họ đã phải chịu đựng biết bao giải dầu gian khổ, thân xác bị bào mòn bởi sương gió tháng năm. Câu thơ, gục lên súng mũ, bỏ quên đời, có thể hiểu là người lính ngủ thiếp đi trên súng mũ, bỏ quên tất cả chuyện đời, nhưng đồng thời cũng có thể hiểu đó là sự hy sinh của người lính. Anh đã vĩnh viễn từ giã đồng đội. Ngòi bút Quang Dũng không hề lẩn tránh sự mất mát, không giấu giếm nỗi đau thương, đượm chất bi tráng, hào hùng. 4. Để tô đậm thêm nét cuối cùng của một vùng thiên nhiên hoang dã, tác giả đã điểm thêm những âm thanh huyền bí. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Mỗi chiều như mọi chiều, đêm này cũng như đêm khác. Âm thanh tiếng thác đổ ào ào, tiếng cọp gầm giữa đại ngàn tạo nên những khúc trường ca dữ dội, khủng khiếp của chốn sơn lâm, đe dọa tinh thần người lính Tây Tiến. Chỉ 10 câu thôi mà người nghệ sĩ tài hoa Quang Dũng đã tái hiện được con đường hành quân gian nan, dốc đèo, lắm sương phủ, nhiều mưa rơi, với bao nhiêu gành thác, hùm beo. Nhưng giữa bao nhiêu kỷ niệm gân guốc ấy, tâm hồn hoài niệm của thi nhân chợt dịu lại khi nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Sau những tháng ngày gian khổ, bước chân người lính đã tạm dừng bên cạnh những người dân hậu phương lắm nghĩa nhiều tình. Đã bao ngày với miếng cơm chấm muối, giờ đây ngồi quây quần bên nồi cơm nghi ngút khói, những vắt xôi thơm ngát hương vị đầu mùa, mang đậm tấm lòng người sơn nữ. Cũng thật đạm bạc, nhưng sự nức tình người, tình gia đình đã thiếu vắng bấy lâu. Thật là những kỷ niệm thân thiết, êm đềm biết bao, làm dịu đi những nỗi nhớ nhọc nhằn gian khổ của rừng sâu vực thẳm. Mùa em, một từ sáng tạo của Quang Dũng, thật tình tứ, lãng mạn, đi vào hồn người. Ba La Mã, kết bài. 14 câu thơ mở đầu với cảm xúc cuồn cuộn, đưa người đọc trở về một thời không thể nào quên, với không gian, thời gian được tái hiện bằng bút pháp lãng mạn và hiện thực. Bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và con người Tây Bắc hào hoa lãng mạn nhưng yêu nước thiết tha nồng nàn đã hiện ra thật sinh động trước mắt người đọc. D. Phân tích khổ thơ sau đây. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc trời xanh. Áo bào thay chiếu, anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Quang Dũng, Tây Tiến. Một La Mã, mở bài. Một đời cầm bút, tuy tác phẩm để lại thật khiêm tốn, nhưng những sáng tác của ông đã chứng minh Quang Dũng là một nghệ sĩ tài hoa với tư cách là một họa sĩ, một nhạc sĩ, một nhà văn và là một nhà thơ nổi tiếng, được độc giả biết đến với các thi phẩm tiêu biểu Đôi Mắt Người Sơn Tây và nhất là Tây Tiến. Cùng với Nhớ của Hồng Nguyên, Đồng Chí của Chính Hữu, Tây Tiến của Quang Dũng có một vẻ đẹp độc đáo khi viết về người lính Cụ Hồ. Bài thơ Tây Tiến đã xây dựng được chân dung người lính đánh Pháp
bằng cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng, đặc biệt qua 8 câu sau. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. 3 chấm. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Hai La Mã, thân bài. Trong suốt bài thơ, chân dung người lính Tây Tiến đã được Quang Dũng tái hiện rải rác trên khung cảnh núi rừng Tây Bắc hoang dại. Nhưng phải đến đoạn thơ thứ ba, tác giả mới tập trung bút lực để khắc họa hình ảnh người chiến sĩ đánh Pháp xuất thân từ Hà Nội. Bằng ngòi bút điêu luyện, Quang Dũng đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong lòng người đọc. 1. Dáng vẻ hào hùng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Mang vẻ đẹp khác thường, chi tiết không mọc tóc đã tạo ấn tượng khó quên về những người lính chống Pháp ngang tàn, độc đáo. Người chiến sĩ Tây Tiến hoạt động ở vùng rừng núi hiểm trở, Lam Sơn chướng khí. Chết trận ít hơn chết vì bệnh tật. Căn bệnh phổ biến thời ấy là sốt rét, một thời đã ám ảnh người đọc qua những vần thơ của Tố Hữu. Giọt giọt mồ hôi rơi, trên trán anh vàng nghệ. 2. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vần trán ướt mồ hôi, của chính Hữu. Nhưng chưa có nhà thơ nào tái hiện được người lính với cái đầu trọc, đã được nhân dân yêu quý gọi bằng cái tên độc đáo, anh vệ trọc. Chính chi tiết này đã nói lên sự khắc nghiệt và tính quyết liệt của cuộc chiến ngày ấy. Đối đầu với kẻ thù cao to, người lính Tây Tiến đã phải cạo trọc đầu để đánh trận chiến. Nhưng thực chất, cái không mọc tóc ấy vẫn là hậu quả tất yếu của bệnh sốt rét không đủ thuốc men để chữa trị. Chính căn bệnh này còn dẫn đến sự xanh xao của người lính nữa. Tuy nhiên, dưới ngòi bút lãng mạn của Quang Dũng, người lính không phải bị rụng tóc mà là không mọc tóc. Không cho tóc mọc và đâu phải da xanh vì thiếu thốn, sốt rét, gian khổ, mà chỉ là xanh màu lá, là màu xanh của lá ngụy trang, của núi rừng khi hành quân. Cảm hứng anh hùng và bút pháp lãng mạn của thi nhân, thì xanh màu lá ấy đã mang vẻ đẹp dữ dội của núi rừng, chứ không hề gợi lên vẻ tiều tụy, ốm yếu. Bằng thủ pháp đối lập, nhà thơ khi ghi lại chi tiết giữ oai hùng trên khuôn mặt xanh xao của người lính, Quang Dũng không hề tránh né những chi tiết bệnh tật, tô hồng dáng vẻ tiều tụy của người lính. Trái lại với ngoại hình ấy, cùng chi tiết giữ oai hùng, đã tái hiện được vẻ đẹp lẫm liệt của người lính Tây Tiến đã làm cho quân thù phải khiếp sợ. Đây cũng là thể hiện một cách nói hóm hỉnh của những anh lính trẻ xem thường gian nan, thử thách trong kháng chiến. 2. Tâm hồn mộng mơ. Ngòi bút lãng mạn của nhà thơ cũng đã tái hiện được đoàn quân một thời. Xếp bút nghiêng theo việc đao cung, chinh phụ ngâm của các chàng trai Hà Nội hào hoa. Vì thế cho nên tuy khó khăn gian khổ chồng chất giữa núi rừng xa xôi hoang dã, người lính Tây Tiến vẫn mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mộng và mơ được gửi về hai phương trời khác nhau. Mộng là mộng lập chiến công được gửi qua biên cương tổ quốc, nơi bóng giặc khủng khiếp đang hiện diện. Đồng thời người lính cũng không quên thả hồn về quê hương thương nhớ Hà Nội đến xót xa và mơ tưởng đến những dáng kiều thơm. Cũng chung tâm trạng ấy, nhưng người lính trong nhớ của Hồng Nguyên thì ít nhiều người vợ trẻ, mòn chân bên cối gạo canh khuya. Còn nỗi nhớ trong người lính Tây Tiến của Quang Dũng thì đượm nét hào hoa lãng mạn. Những người thanh niên Hà Thành ấy ra đi chỉ mang theo bóng dáng người con gái yêu kiều, thanh lịch, quyến rũ, không thôi đi về hằng đêm trong giấc mơ của người lính chiến xa nhà. Vì thế mà từ thơm thể hiện hình ảnh dáng kiều, vừa xa lại vừa gần, như xoa dịu nỗi nhọc nhằn trong tâm hồn anh lính trẻ. Đây cũng là chất nghệ sĩ hào hoa, lãng mạn trong tâm hồn những chàng trai đất Hà Thành. Chính nỗi nhớ ấy đã đem lại sự thư thái, thăng bằng cho tâm hồn người lính chiến trong mỗi chuyến quân hành vất vả. Nguyễn Đình Thi cũng đã để cho người lính của mình những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu, đất nước. Qua đó cho người đọc nhận ra, trong người lính Cụ Hồ, tình yêu cá nhân hòa vào trong tình yêu đất nước. Đó là vẻ đẹp của người lính thời kháng Pháp nói chung, nhưng cũng là vẻ đẹp rất riêng của người chiến sĩ Tây Tiến.
3. Ý chí hào hùng. Thuở ấy có mấy ai không nhớ câu thơ lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại. Hữu Loan, màu tím hoa sim. Câu thơ có phần bi quan nhưng cũng đã phản ánh được ít nhiều một hiện thực tất yếu nghiệt ngã của chiến tranh. Người lính Tây Tiến cũng không tránh khỏi những hy sinh, mất mát. Ở đoạn mở đầu, Quang Dũng cũng đã viết: anh bạn giải dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Thì ở đoạn này, hình ảnh ấy càng rõ nét hơn. Rải rác biên cương mùa viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Câu thơ như chợt trùng xuống sau những lời rắn rỏi. Những nấm mồ rải rác đó đây trên những chặng đường hành quân, không nhiều lắm, nhưng đâu đâu cũng có gợi lên hình ảnh núi rừng hiu quạnh, thê lương, đồng thời góp phần thể hiện hình ảnh bi hùng của cuộc chiến. Làm sao người lính Tây Tiến không khỏi chạnh lòng khi thấy người nằm đó biết sao thế nào? Nguyễn Du, truyện Kiều. Thế nhưng, những người trai trẻ ấy đã bỏ lại sau lưng Hà Nội yêu thương, bỏ lại gia đình, bỏ lại những dáng kiều thơm để dấn thân lên với núi rừng trùng điệp Tây Bắc, sẵn mang trong mình lý tưởng cao cả, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nhất khứ bất phục phản đã giúp họ trở nên bình thản. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đẹp biết bao, tuổi thanh xuân là tài nguyên quý nhất của mỗi con người, làm sao không trân trọng. Nhưng từ ngàn xưa, mỗi người dân Việt đều có ý thức đúng đắn trước vận mệnh tổ quốc. Thừa hưởng truyền thống của cha ông, nhất là thế hệ trẻ hôm nay lại chịu ảnh hưởng sâu nặng hình ảnh lãng mạn của người lính chiến trong văn học trung đại. Vì thế, cái chết của họ đã được nhà thơ diễn tả bằng nét bút như văn chương cổ. Áo bào thay chiếu, anh về đất. Chi tiết áo bào gợi lên hình ảnh oai phong lẫm liệt của người tráng sĩ ngày xưa ra trận. Nhưng còn gì bi thương hơn nữa? Sống vất vả, bệnh tật, mà khi chết đi, đến một manh chiếu bó hình hài cũng không có. Chiếc áo anh mặc lúc sống, thành chiếc quan tài che thân lúc từ biệt cuộc đời. Chính Quang Dũng đã từng tâm sự. Ngay cả khi nằm xuống, người tử sĩ cũng không có cả manh chiếu liệm. Nói áo bào thay chiếu là cách nói của người lính chúng tôi, kiểu nói ước lệ của thơ trên đây để an ủi những đồng chí của mình đã ngã xuống giữa rừng. Bằng biện pháp nói giảm, anh về đất, một mặt vừa tránh được một hiện thực bi thương, mặt khác lại nói lên được ý chí cứu nước của người chiến sĩ, sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc. Nguyễn Đình Chiểu, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Như thế, sự hy sinh cao đẹp của người lính Tây Tiến đã trở thành bất tử, để ngàn năm còn mãi rì rầm trong tiếng đất, nhắc nhở cháu con phải tiếp nối truyền thống cha ông, viết nên những trang sử vàng, chói ngời chiến công oanh liệt. Đồng đội không khóc trước sự ra đi của anh, nhưng rồi sự dồn nén đó đã chợt vỡ òa ra, thật não nùng bi thương. Tiếng thương cảm của đồng đội được thay bằng tiếng gầm thét của con sông Mã. Tiếng gầm, một âm vang bi hùng như làm rung chuyển núi rừng giữa giờ khắc thiêng liêng nhất khi người con yêu đang trở về cùng đất mẹ Việt Nam. Tiễn đưa anh, ngoài đồng đội còn có đất trời, non nước. Bài thơ mở đầu bằng con sông Mã và kết thúc cũng bằng con sông Mã. Con sông Mã gào thét khúc độc hành, khúc ca tiễn đưa linh hồn người lính về với đất mẹ, hay chính là khúc ca ai oán, thương đau trong lòng người lính Tây Tiến. Con sông Mã chính là hiện thân của đoàn quân Tây Tiến. Khúc độc hành của con sông Mã cũng là khúc độc hành của mỗi người lính Tây Tiến khi vĩnh viễn giã từ đồng đội. Đoạn thơ có cảnh bệnh tật, chết chóc, hy sinh của người lính thật buồn, nhưng không hề bi lụy nhờ cách dùng từ mạnh mẽ của nhà thơ. Đặc biệt tác giả đã sử dụng nhiều từ ngữ Hán Việt: mộng, biên giới, biên cương, viễn xứ, chiến trường, độc hành. Gợi âm hưởng trữ tình mang màu sắc cổ điển thật trang trọng hào sảng. Ba La Mã, kết bài. Bằng bút pháp hiện thực và lãng mạn, qua đoạn thơ chỉ 8 câu, nhưng Quang Dũng đã tái hiện được chân dung người lính Tây Tiến vang bóng một thời. Thi Nhân đã xây dựng được một tượng đài nghệ thuật về những người chiến binh kiêu hùng nhưng cũng thật hào hoa, lãng mạn trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Dân tộc Việt Nam còn mãi, và bóng dáng người lính Tây Tiến sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng nhân dân và những người yêu quý thơ Quang Dũng.
Luyện tập. Đề. Bình luận nhận định sau. Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng là đặc điểm nổi bật trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Gợi ý. Một La Mã, cảm hứng lãng mạn. Một, vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc hoang dã. Tính chất dữ dội của núi rừng, địa danh rất lạ nhưng đậm chất thơ. Gian khổ về vật chất và tinh thần. 2. Vẻ đẹp hậu phương. Vẻ đẹp đêm liên hoan hiện ra qua ánh mắt lãng mạn của người lính trẻ. Vẻ đẹp của tình người hậu phương. Vẻ đẹp vừa thật lại vừa ảo của hình ảnh con người và thiên nhiên hòa lẫn vào nhau, hiện ra lung linh qua nét bút chấm phá của nhà thơ. 3. Vẻ đẹp lãng mạn của người lính Tây Tiến. Vẻ đẹp của diện mạo, bệnh tật nhưng hiên ngang, kiêu hùng. Vẻ đẹp trong lý tưởng sống. Tuy phải đối mặt với gian khổ chết chóc, nhưng lúc nào trong tâm cũng mang giấc mộng giết giặc lập công, nhớ quê hương và dáng kiều thơm dây dứt. 2. La Mã, tinh thần bi tráng. 1. Bi tráng. Bi mà không lụy, người lính lúc nào cũng thể hiện được thái độ hiên ngang, hùng tráng. 2. Nhờ cảm hứng lãng mạn nên nhà thơ đã tạo ra được tính bi tráng trong sự hy sinh của người lính. 3. Bài thơ còn mang tính sử thi. Đề. So sánh hình tượng người lính trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu và người lính của Quang Dũng qua bài thơ Tây Tiến. Gợi ý. Một La Mã, giống nhau. 1. Hai bài thơ đều viết về người bộ đội Cụ Hồ năm 1948 trong kháng chiến chống Pháp. Chịu nhiều gian khổ, hy sinh với phẩm chất yêu nước, anh hùng, tâm hồn lãng mạn. 2. Cả hai tác giả đều là nhà thơ mặc áo lính, đã trải nghiệm qua chiến đấu và thể hiện chân thực đời lính trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp, nhưng vẫn giữ được phong cách tài hoa của người nghệ sĩ. Hai La Mã, khác nhau. 1. Thành phần xuất thân. Người lính của Chính Hữu xuất thân là những con người nông dân lao động nghèo khổ ở làng quê. Người lính của Quang Dũng tuy trình độ văn hóa, nghề nghiệp, giới tính có khác nhau, nhưng chủ yếu đều xuất thân từ Hà Nội. 2. Trong bài Đồng Chí, Chính Hữu tập trung biểu hiện tình đồng đội gắn bó. Còn trong Tây Tiến thì Quang Dũng khai thác những hình ảnh, kỷ niệm về cuộc sống và chiến đấu của người lính ở chiến trường miền Tây. 3. Bút pháp của hai tác giả. Chính Hữu sử dụng bút pháp tả thực nên vẻ đẹp của người lính trong Đồng Chí giản dị, chân chất. Vẻ đẹp của họ đều tập trung vào tình đồng chí, đồng đội, hình thành trên cơ sở cùng cảnh ngộ và lý tưởng chiến đấu. Quang Dũng sử dụng bút pháp lãng mạn, người lính được đặt vào khung cảnh miền Tây hoang sơ, dữ dội nhưng thơ mộng. Nhà thơ khai thác những nét khác thường, độc đáo, làm nổi bật những vẻ đẹp hào hùng, bi tráng của họ. Đề. Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tây Tiến của Quang Dũng. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp.